Mến chào các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện cuối tuần. Chuyên mục tuần này sẽ nói về chủ đề Yêu một người đàn ông vô tâm. Yêu một người đàn ông vô tâm có nghĩa là bạn sẽ phải tự biết yêu lấy chính bản thân mình. Bởi vì bên cạnh một người đàn ông vô tâm là một người phụ nữ khổ tâm. Khi yêu một người đàn ông vô tâm, dù bạn có cố gắng như thế nào, dù bạn có làm những điều gì đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ chẳng quan tâm. Có thể thi thoảng anh ta vẫn sẽ nói anh yêu em. Cũng có thể thi thoảng anh ta sẽ thủ thỉ rằng anh không thể sống thiếu em. Nhưng có người đàn ông nào yêu bạn mà để bạn cô độc đến thế? Có mối tình không thể thiếu nhau nào mà lại để bạn phải lẻ loi đến như vậy? Chúng ta thường ngụy biện rằng tính anh ấy như thế. Đừng tự lừa dối bản thân mình. Vô tâm không phải là bản chất. Không ai sinh ra đã vô tâm như vậy. Con người mà, ai chẳng biết yêu thương, chăm sóc. Ai chẳng biết trước khi làm điều gì thì hãy nhìn sang người bên cạnh. Vậy thì đàn ông không vô tâm, mà là tâm của họ không đặt ở phía bạn mà thôi. Trời sinh đàn ông có tính chiếm hữu cao hơn phụ nữ. Trong tình yêu, sự chiếm hữu ấy lại càng hiện rõ. Một người đàn ông yêu bạn, quan tâm bạn, sẽ không nói rằng anh bận. Khi bạn nhờ anh ấy đón về vào buổi chiều mưa, cũng sẽ không nhắn rằng em đi một mình cũng được. Khi bạn hỏi ý kiến về chuyến du lịch mà công ty tổ chức mời các gia đình, người đàn ông vô tâm bước vội đi mà để bạn trơ vơ giữa lòng đường đông đúc. Người đàn ông vô tâm đến bữa ăn xong phần mình là đứng dậy đi, chẳng hề biết người ngồi lại ăn sau tủi hờn như thế nào. Và người đàn ông vô tâm cứ nghĩ cuộc sống chỉ cần ăn no ngày ba bữa là được rồi. Yêu một người đàn ông vô tâm đồng nghĩa với việc bạn phải chăm lo cho anh ấy như một đứa trẻ. Anh ấy chẳng bận tâm đến điều gì cả. Bạn buồn, bạn ốm, bạn tủi thân hay bạn bận rộn, trong mắt anh ấy dường như cũng chỉ khác biệt ở việc bạn có thời gian chăm lo cho anh ấy hay không mà thôi. Lâu dần, phụ nữ phải gồng lên làm cả phận sự của đàn ông. Rồi thì, cuối cùng, thứ tình yêu mà bạn ngụy biện cho mối quan hệ ấy cũng chết dần. Mệt mỏi quá, phải không? Đàn ông luôn nói rằng phụ nữ thật là phức tạp. Đàn ông còn phải lo sự nghiệp, còn bao mối quan hệ khác. Làm sao đủ thời gian và tâm trí để lo lắng xem phụ nữ nghĩ gì? Nhưng đàn ông có từng nghĩ rằng khi đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, khi nhìn lại đã chẳng còn ai đứng ở bên cạnh mình. Đàn ông vô tâm chờ đến khi phụ nữ chết tâm thì mới nhận ra mình đã đánh mất điều gì. Là phụ nữ, chẳng cần vạn người mê, cũng chẳng cần trăm người chiều, chỉ cần một người quan tâm mình thật lòng là đã đủ cho cả cuộc đời này. Các bạn vừa lắng nghe tâm sự của một người phụ nữ về những người đàn ông vô tâm. Những người đàn ông như vậy có ở xung quanh ta. Họ có thể thành đạt trong công việc, họ có thể trông thật bảnh bao ngoài xã hội, họ có thể nhận về những hào quang lấp lánh. Nhưng mấy ai biết rằng đằng sau họ là người phụ nữ lặng lẽ, chìm trong góc tối với biết bao hy sinh thầm lặng. Bạn nghĩ gì về những tâm sự này? Hãy like, chia sẻ và để lại bình luận nhé! Chuyên mục Chuyện cuối tuần hẹn gặp lại các bạn vào 19 giờ tối thứ 6 tuần sau.